Cho chú hỏi quán cà phê này tên chi rồi cháu? Dễ chiêu. Dễ chiêu hả? Chúng ta nhìn lại cảnh đi vào đôi vòng cảnh về đêm đây bà con. Đèn rất là sáng đẹp. Như vậy thì để lên hai cái quán cà phê vòng sông Hương đó thì chúng ta đi thẳng đường Huyền Trân Công Chúa này. Tầm cỡ 500 mét nữa, rẽ phải. Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn xa gần. Bây giờ là buổi chiều, gần 6 giờ chiều rồi bà con. Mình đang có mặt tại cái đoạn đường này thuộc đường Huyền Trân Công Chúa. Thẳng hướng trước mặt thì chúng ta sẽ về đàng Nam Giao. Lên thế này thì chúng ta sẽ lên Tuần. Và thưa bà con, mình được biết nhiều người nói là tại đôi vòng cảnh này bây giờ thay đổi, có rất nhiều cái mới hấp dẫn, thu hút rất là đẹp, như một cái Đà Lạt thu nhỏ. Cụ thể như thế nào, mình xin mời bà con, quý vị và các bạn cùng đồng hành với mình. Chúng ta tiến sâu vào bên trong đồi vòng cảnh và ra phía bên kia đồi, ra bờ sông Hương, ngắm cảnh luôn bà con nghe, vòng cảnh đấy. Đi lên đây chúng ta thấy có cái khu gửi xe. Đi vừa mới đi vào một đoạn thôi, từ đường Huyền Trân Công Chúa. Chúng ta thấy cái cảnh quanh đồi vòng cảnh bây giờ xanh ngát, đúng là mát dịu, như là Đà Lạt thu nhỏ. Lại được bồi thêm đất phù sa để trồng cây hoa bổ sung. Một cái rất mới nữa bà con, không những đồi mà còn có cái đài vòng cảnh đấy nữa. Trời ơi, màu tím cao ngút. Trong tương lai chúng ta có thể lên trên cái đỉnh đài kia và ngắm toàn thành phố Huế về Biển Đông luôn. Một nhóm bạn trẻ đang đi vào ngắm cảnh. Chung quanh sườn đồi có các cái lối đi được lát bằng đá rất là đẹp bà con ạ. Đi xuyên sâu vào bên trong rừng thông và có thể đổ xuống hướng kia để ngắm vòng sông Hương. Chà, bà con thấy quang cảnh tuyệt vời không? Rất là đẹp. Bên cảm giác rất là thoải mái, không khí trong lành. Cây xanh rất là dịu dàng. Ngoài những cây lối đi bằng đá, chúng ta thấy có những cây ghế công viên được đặt vào các cái góc thông, trông rất là lãng mạn, vững chãi. Một cái quang cảnh hoàng hôn. Ồ, xa xa kia bên thấy có quán cà phê bật điện lên rất là đẹp. Chúng ta ngắm cảnh ở đây một chút thôi bà con. Nhìn về thượng nguồn sông Hương, đúng là nhìn lên hướng trước khung màn hình là lên điện Hòn Chén, lên cầu Tuần, lên A Lưỡi đấy, theo cái dòng chảy của sông Hương. Lối đi bộ chúng ta thấy ở bên dưới có thể đi sát với cái mép nước sông Hương luôn. Và xa xa kia là cái quán cà phê bên cạnh dòng sông đang lên đèn rất là đẹp. Đấy, bà con thấy chưa? Nhưng mà để đi đến đó thì chúng ta phải đi ngược lên trên này. Đây, rồi theo các bạn trẻ cho biết là phải đi cái đường đá lát bậc cấp đó đi xuống, rồi dọc theo bờ sông chúng ta đi qua bên kia. Bất chấp ngoằn ngoèo xa xôi, let's go, xin mời bà con. Các bạn trẻ đi chơi. Nhìn xuyên qua rừng thông chúng ta thấy cũng nhiều người đang vừa đi ngắm cảnh mà vừa đi thể dục. Rồi bây giờ có cái lối đi xuống rồi bà con. Đẹp chưa? Một cái cua cùi chọ, khu vực triền dốc nguy hiểm. Theo người đã đi thì đi đường đi sai rồi bà con ạ. Phải đi ngược lại lúc đó mà đi qua bên quán cà phê bên kia được. Đi theo đường này thì chỉ có đi xuống cái đường dưới cặp sông thôi. Giờ chúng ta phải đi ngược lên lại rồi đi vòng. Mời quý vị và các bạn đi cùng với mình để khám phá. Bây giờ chúng ta thử nhìn cái hướng này xem sao. Ở người chị Bình là đi theo cái đường này, này. Rồi về cuối đồi luôn. Sẽ có cái đường nhỏ đi xuống. Ồ, cái hồi nãy gặp một người chị sai. Bây giờ chúng ta phải tìm lại cái lối đi. Ồ, mày. Dạ thương chưa? Chào. Gần đến cuối đồi. Đây có một lối chị nhỏ đấy bà con này. Cà phê hạt đầu nhỏ. Đi theo cái lối mòn kiểu giống như vào rừng sâu ạ. Ồ.
hấp dẫn quá. Kiểu như là đi đi trầm á bà con ạ. Khám phá bên trong rừng, chả đi uống cà phê, có cái con đường độc đáo quá ha. Nhà của bà con có vẻ huyền bí ma mị. Đây có cái nhà của bà con, vào xem cái nhà như thế nào. Nhà không thấy gì cả, không có người luôn. Thôi bây giờ tiếp bà con đi xuống bên dưới. Ở đây có cái mô đất nguy hiểm bà con, dễ trượt chưa. Trượt. Quả cà phê đã hiện ra trước mặt rồi đây. Khung cảnh nhà của bà con ở sát sông luôn. Hạt đầu nhỏ, chào em. Quán mở lâu chưa em? Dạ, khi tháng 8. Khi tháng 8 nữa hả? Dạ. Không gian rất là hay bà con này. Đẹp chưa? Không gian rất là lãng mạn. Hạt đầu nhỏ. Cà phê mở từ lúc tháng 8. Chứ bình mà biết. Đi qua cây ô ruộng lúa đây nữa này. Cái tụ này, hoàng hôn này. Những cái hang đen sạc với mặt sông rất là đẹp. Ngoài kia đang có người bủa lưới bắt cá nữa bà con. Ở đây có hai quán luôn. Nhìn vào hạt đầu nhỏ, có nhiều cái trái bắp đung đưa. Bên đang đi ngoài mẹp nước các bà con. Đấy, chờ. Bây giờ Huệ có nhiều cái mới tiềm ẩn, không để ý thì không biết luôn, trở thành người ngu ngơ. Nhiều bạn trẻ đứng cây thể vươn ra như thế này, vòng cảnh rất là đẹp. Cho chủ hỏi quán cà phê này tên chi rồi cháu? Dạ, Đệ Chiêu. Dế Chiêu hả? Hả? Đệ Chiêu. Đệ Chiêu hả? Tên khó gọi ha. Mình không thể chữ bác ạ. Nhỏ. Lội đi vào quán cà phê này. Đấy, hai bên ánh đèn đẹp chưa? Đấy. Bên đi một lối đi nữa. Còn ngồi ngoài mẹp sông này vòng cạnh. Ở đây có bằng bia không em? Có bằng con dâu không? À không hả? À, chỉ có là cà phê nước thôi. Nhiều bạn trẻ bây giờ hoàng hôn đang đổ bộ lên trên này ngồi ngắm cảnh. Chúng ta tìm đường lên để xem cái tên chính xác là như thế nào. Mình nghe cái tai nó không rõ. Dế Chiêu. Cũng rất là khó gọi tên. Đây thuộc phường Thủy Biều bà con ạ. Đây là đường hẻm. Đường này đi ra Huyền Trân Công Chúa được không chị? À, trước mặt là Huyền Trân Công Chúa đấy hả? À, thẳng tới đường Cạn đấy hả? À, tiệm cà phê Hạt Đầu Nhỏ open lúc 6 giờ và đóng cửa lúc 22 giờ tức là 10 giờ. Chào anh, chào Huế review, vô chào anh cái chứ. À dạ rửa. Dạ, nhưng mà còn nhớ tên chứ không? Bình. À trời ơi, sao bắt tay cảm ơn. Thank you. Dạ. Dạ. À mai lên là sẽ thấy anh đây. Cảm ơn anh khán giả đồng hành nha. Dạ. Vô thăm cái bếp của anh chị chúc bữa ni mà tìm cái bếp như thế này hơi khó ha. À, trong ấm áp mà đang đầu chi rồi chị ha.
bắt gà luộc nhau hay. Em mới nghe tin trên đi có quán cà phê, bữa nay mới lên. Thế mai một lên là chiều chiều á, ăn bắt gà em cầm thùng bia mà lên ăn em mình là ra hả? Hả? Được không? Uống được, uống được à, thì chị uống. Mấy củi này mình dùng để làm chi mà nhiều thế anh hả? À được à. Thế mình ở đây lâu chưa? Đâu rồi? Ở nhà mình là chung quanh đây hả? Là đây luôn hả? Bên này nó cái bé hạt nhỏ. À, không nhưng mà nhà chị là đây về đây à? À. Công ty cây xanh. Thì giờ có lương hưu ngon rồi chứ chi nữa. Lương hưu ăn có hết không? Cho em kẹp với. À, lương hưu của anh giờ 3 triệu mấy hả? Yêu cầu nhà nước tăng lên. Thôi em cảm ơn anh nha. Có cho anh em mình gặp nhau nghe. Hẹn mai thấy trên TV anh ấy. Dạ. Thôi bây giờ mình có trước có sau đi, ghé lại quán hạt đậu nhỏ làm đi cà phê rồi về bà con ha. Chờ hạt đậu nhỏ có cái đường đi xuống hay chứ này. Đường đi ra cũng hay chứ. Lúa, hoa cúc, giếng quê. Chà, quá đẹp. Trên này cây bậc thang đi lên nữa. Bây giờ mời bà con cùng với mình chúng ta ngồi đây chúng ta vừa ngắm cảnh mà vừa quay phim những người đẹp nhìn dòng sông về chiều hoàng hôn vàng đẹp cho bà con. Đây là cái menu của quán. Chúng ta thấy trà sữa đã xay, thức uống nóng, nước ép sữa chua, trà thanh mát cà phê. Mà bên ngạc nhiên nhất là món đã xay này. Thôi mời bà con gọi với bên một ly đã xay sô la. Giờ hoàng hôn đẹp cho bà con này. Mai một có hoa hướng dương này, các loài hoa khác nữa. Ở vọng Đông Đưa này, nhìn lại cái vị trí ta đứng hồi nãy đằng kia bà con. Dạ, đây là ly đá xay sô cô la rồi bà con. Xin mời bà con chúng ta thưởng thức cùng với mình. Chúng ta thấy bên trên có cái lớp trắng để bên xem là cái gì bà con nhé. Các em bà con ạ, chắc là cách dùng chúng ta trộn điều rồi. Có cái ống băng giấy đó bà con này, không phải nhựa, bên thấy băng giấy. Xin mời bà con. Gia vị sô cô la. Bà con có đồng ý với bên bây giờ Huế cũng nhiều cái hay là quá ha. Không phải bỡ ha. Một cái không gian mà chúng ta đang xem vừa ngồi á, rất là đẹp lãng mạn. Nhìn lại dòng hương bà con này, tuyệt vời luôn. Ngồi thâu đêm chắc cũng được. Ồ, có cái góc bưởi hay là cám đây, rất là đẹp. Quán mở từ năm ngoái cơ hả? Sao không thể còn bà nữa? Dạ, còn cáo. À. Trời, bất ngờ gặp ông chủ bà con ơi. Tè ông chủ Hà Tình. Tè em coi như tài năng chưa? Dạ, em coi đấy. Mọi cái là em đi sai hết đấy hả? Dạ, đúng rồi. Ôi, giỏi hè. Đúng là cái lỗi trình của nó là đầu kia bà con. Mình đi ra đôi vùng cạnh là đi đăng kia anh hả? À, dạ, rồi, dạ. Dạ, em đi một mình thôi. Chúng ta phải đi ngược lại qua hai quán cà phê, lúc đó mà ra trải lên đôi vòng cảnh, quang cảnh nhà cửa của bà con ở khu vực gần quán cà phê chúng ta thấy cũng đẹp, vườn cây thanh trà, bưởi, cam, có không gian rất rộng để đánh cầu lông nữa. Trăng lên rồi bà con, còn khoảng 20 ngày nữa là Tết thôi. Chúng ta nhìn lại cảnh đi vào đôi vòng cảnh về đêm đây bà con, đèn rất là sáng đẹp. Như vậy thì để lên hái cái quán cà phê vòng sông Hương đó thì chúng ta đi thẳng đường Huyền Trân Công Chúa này, tầm cỡ 500 mét nữa, rẽ phải. Chúng ta nhìn lại cái vòng lâu xa xa kia trên đồi vòng cảnh về đêm rất là đẹp bà con. Tuyệt vời chưa? Đây một số quán trên đường Huyền Trân Công Chúa, đoạn gần đồi vòng cảnh bà con. Đúng là rực rỡ, màu sắc. Còn quán nhậu nữa bà con ạ. Quán nhậu Kem Hiu 8. Quán này đang trong giai đoạn xây dựng. Tạm biệt các quán.
cảnh quan phòng cảnh. Bình xin cảm ơn bà con cùng đồng hành. Chúc bà con mọi sự tốt lành. Không quên ủng hộ Bình bằng cái like, subscribe, đăng ký cũng như là chia sẻ video. Càng tương tác thì kênh càng phát triển thưa bà con. Dạ rồi, Bình xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đồng hành rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở cả cái đó tải lên tiếp theo sớm nhất. Xin chào bà con.